Chế phẩm BioCanxi được sử dụng tại một số vùng trồng lúa khó khăn, vùng phèn của đồng bằng sông Cửu Long đã mang lại những hiệu quả giúp hạ phèn, cây lúa non phát triển tốt, cây lúa cứng cây, cho năng suất cao ở cuối vụ. Vì sao chế phẩm này lại mang lại những hiệu quả cải tạo đất tốt trên các vùng đất khó này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 24 tháng 9 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.